các bạn đang đến với kênh của HiChannel. Chính xác thì chúng ta chỉ còn một tháng hơn nữa thôi thì dòng iPhone 12 của nhà táo khuyết sẽ được trình làng. Và không riêng gì về Mi đâu, thì chắc chắn là các Samsung fan cũng như là các iFans của chúng ta đều hồi hộp mong ngóng chờ đợi điều này từ rất là lâu rồi. Và chính vì vậy thì các bạn ơi, chúng ta đừng quên là nhấn vào nút subscribe màu đỏ phía dưới video này để chúng ta mỗi ngày cập nhật thêm thật nhiều các tin tức đến từ chiếc flagship của nhà táo khuyết nha. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên đó chính là về tin tức thông số của chiếc flagship iPhone 12 Pro Max cho thấy là máy hỗ trợ chống nước lên tới độ sâu là 4m. Tin tức gần đây lại xuất hiện thêm rất nhiều cái thông số của chiếc iPhone 12 Pro Max. Cụ thể là kích thước độ dày chỉ có 7.4mm thôi, hỗ trợ chống bụi là IP68, chống nước ở độ sâu 4m lên tới 30 phút. Máy sẽ được trang bị màn hình là XDR OLED 6.7 inch với tốc độ phân giải là 1242x2688. BBI là 442, hỗ trợ HDR10+ và tốc độ làm mới lên đến là 120Hz. Và ngoài ra thì chiếc iPhone 12 Pro Max sẽ chạy trên hệ điều hành iOS 14 mới nhất kèm với con chip là A14 Bionic 6GB và tùy chọn bộ nhớ từ 128, 256 và 512GB. Máy sẽ có 4 camera sau, bao gồm là camera góc rộng, camera tele và camera góc siêu rộng đều đồng là 12MP và camera thường ảnh sâu 3D TOF. Camera kép ở phía trước bao gồm một ống kính góc rộng 12MP và một ống kính 3D. Máy sử dụng Face ID để mở khóa và Bluetooth là 5.1. iPhone 12 Pro Max sẽ có 5 màu: xám, bạc, vàng, xanh lá, xanh tím than, navy và có giá bán là từ khoảng 27 cho đến 34 triệu. Và đó là thông tin từ hình ảnh chụp thông số. Tuy nhiên tất cả chỉ là phỏng đoán của chúng ta mà thôi, vẫn sẽ phải chờ đợi đến ngày ra mắt chính thức. Tin tức tiếp theo đó chính là Apple sẽ ngừng sản xuất chiếc iPhone 11 Pro vào tháng sau để nhường cho iPhone 12 sắp ra mắt. Theo trang tin của Apple Times cho biết là một loạt iPhone cũ sẽ không còn được sản xuất để mở đường cho các dòng sản phẩm sắp ra mắt của mình. Hiện tại thì iPhone 11 đang có xu hướng giảm giá để thay thế iPhone XR. Tiếp theo là hai mẫu iPhone 12 mới sẽ thay thế cho iPhone 11 Pro Max và 11 Pro. Việc ngừng sản xuất cả 3 sản phẩm cũ cũng để tạo điều kiện cho iPhone SE 2020 mới ra mắt đầu năm nay sẽ không bị cạnh tranh bởi chính anh em của mình. Trước đó thì Apple cũng từng dừng bán iPhone X sau khi ra mắt iPhone XS và dừng bán XS khi giới thiệu iPhone 11. Vì vậy dự đoán rằng Apple sẽ tiếp tục duy trì chính sách này khi ra mắt iPhone 12 vào tháng tới. Năm nay thì theo thông tin cho biết, Apple sẽ công bố lên đến 4 phiên bản iPhone mới. Dòng iPhone 12 có thiết kế nhỏ gọn nhất với màn hình là 5.4 inch, RAM 4GB, bộ nhớ 128 cho đến 256GB, camera kép ở phía sau. Trong khi đó thì iPhone 12 Max và 12 Pro sẽ có cùng kích thước màn hình là 6.1 inch nhưng cấu hình sẽ khác biệt đi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi hết video clip lần này và nếu có bất kỳ một thắc mắc nào cũng để lại bình luận ở phía dưới video clip này để My có thể biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các số tiếp theo trên kênh của HiChannel. Bye bye!